theo quan điểm cá nhân của em thì cái thời gian mà mình trải qua một lớp định hướng không thì nó rất là khó để có thể thực hiện một cái thủ thuật rất là kỹ. Về cơ bản thì trước đây có một cái sự định hướng rất là rõ của các thầy. Đấy là trước khi qua cái lớp về định hướng phẫu thuật thẩm mỹ thì có cái cơ bản nhất là cái ngoại khoa cơ bản, tức là có trải qua một lớp, nhưng ở lớp định hướng về ngoại khoa. Sau đấy thì mình đi qua về cái lớp về phẫu thuật thẩm mỹ cơ bản. Sau đấy thì có những cái lớp chuyên sâu riêng như bác sĩ Khanh đưa ra, đấy là có những cái chuyên sâu về từng vùng của cơ thể một, tức là có những cái chứng chỉ thì mình mới được thực hiện vùng đấy. Cái thứ hai nữa là theo quan điểm cá nhân thì để mà làm tốt được cái công việc này thì các trường đại học cũng nên kết hợp các bộ môn về giải phẫu của các trường nữa để thực hiện. Để trước khi trở thành hoặc là tốt nghiệp thì trải qua những cái lớp mà phẫu tích thì nó sẽ giúp cho mỗi phẫu thuật viên hoặc là thực hành trong cái nghề sẽ có cái hiểu tốt hơn cũng như là tự tin hơn trong những việc đấy. Theo quan điểm cá nhân thì ngay cả như anh Thanh cũng đã nói 18 tháng có thể đủ cũng có thể không đủ, bởi vì nó tùy thuộc và cái việc bác sĩ đấy có thực sự tập trung hoặc được tạo điều kiện trải nghiệm nghề nghiệp với lĩnh vực mình hay không. Có những người 3 năm, 5 năm cũng không thể làm được. Tuy nhiên thì thời gian tối thiểu bản thân cá nhân thì đồng ý với cả anh Khanh là ít nhất phải 18 tháng. Và với việc thực hành, mình phải đánh giá trên hai lĩnh vực. Một là thời gian, hai nữa là số cây lâm sàng anh được làm. Ví dụ như sau 18 tháng, anh chưa bao giờ được thực hiện phẫu thuật về cái vùng ngực, nhưng anh được cấp chứng chỉ hành nghề thì anh nhận được làm hết, thì cái đấy sẽ không hoàn toàn chính xác nữa. Và em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các bác sĩ, các thầy là sẽ phải, các bác sĩ ngoài cái chứng chỉ cơ bản ra thì phải có những cái chứng chỉ bổ thì mới được thực hiện dịch vụ về phẫu thuật ở vùng mặt, vùng mặt, vùng mũi hoặc vùng ngực hoặc là vùng chi thể. Đấy. Tức là theo ý kiến của anh thì cần phải thêm các chứng chỉ, thêm các chứng chỉ cụ đó. Em lấy ví dụ từ một cách đơn giản, bây giờ chúng ta hay quảng cáo về phẫu thuật lồng ngực nội soi thì thử hỏi xem có bao nhiêu bác sĩ sẽ có cái chứng chỉ nội soi cơ bản. Em chưa nói về cái vấn đề là có kỹ năng để làm cái đấy, đúng không? Thì cái đấy là cái đơn giản. Hay là như chúng ta cũng đã có những cái buổi đã làm của thầy Sơn với thầy Lê Hành về cái vấn đề về phẫu thuật lồng ngực cấu trúc, chúng ta sẽ phải qua những cái cơ bản về phẫu thuật mũi hoặc là những chứng chỉ về tai mũi họng. Ví dụ như thế, cái đấy nó can thiệp sâu hơn thì đòi hỏi bác sĩ nó phải có một cái sự học hỏi về những cái kiến thức cơ bản là giải phẫu cũng như là phẫu tích cũng như là về các tổn thương nội lý ở cái vùng đấy để giải trừ đi thì mình làm thử kỹ nó mới tốt được. Theo ý kiến của bác sĩ